Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, ngành logistics Việt Nam có tốc độ tăng trưởng bình quân từ 14 đến 16% một năm. Chất lượng dịch vụ được nâng cao, góp phần quan trọng cho hoạt động xuất nhập khẩu cũng như chuỗi cung ứng cho thương mại nội địa. Tuy nhiên, việc phát triển dịch vụ logistics song hành với tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi sang sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo nhằm bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính là một nhiệm vụ lớn với ngành logistics Việt Nam. Theo các chuyên gia, ngành logistics Việt Nam trong hơn 10 năm qua đã phát triển và tăng trưởng vượt bậc, kể cả về lượng và về chất. Số lượng doanh nghiệp tham gia vào thị trường logistics cho đến thời điểm này vào khoảng hơn 43.000 doanh nghiệp. Hệ thống đường bộ, hàng không, đường sắt được chú trọng đầu tư phát triển. Đặc biệt, hiện nay Việt Nam đã có những cảng cửa ngõ nước sâu xứng tầm quốc tế, đón những tàu lên tới 20.000 container. Các doanh nghiệp trong ngành không chỉ cung cấp các dịch vụ giao nhận logistics thông thường mà đã tham gia sâu rộng chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự lên ngôi của các xu hướng vận chuyển, logistics và chuỗi cung ứng mới trong nền kinh tế số đã giúp Việt Nam trở thành một thị trường mới nổi đầy tiềm năng. Đặc biệt, việc bùng nổ của thương mại điện tử tại Việt Nam đã trở thành một cơ hội đầy tiềm năng để các tập đoàn đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng kho vận hiện đại, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc phát triển chuỗi cung ứng. Ngành logistics Việt Nam trong 2022 có ngoài những cái việc mà nỗ lực tăng trưởng của các doanh nghiệp và theo tổng cục thống kê đánh giá là đóng góp vào GDP từ 5 tới khoảng 6%. Thì hiệp hội cũng có rất là nhiều những cái đóng góp cho ngành, đặc biệt là cái việc mà đưa được Vieta World Congress là cái hội nghị toàn cầu mà lớn nhất trong ngành dịch vụ logistics về Việt Nam. Cái thứ hai là hiệp hội cũng đang đóng góp bằng cái nguồn lực xã hội hóa từ các hội viên là cái chỉ số logistics cấp tỉnh để thông qua đó để có những cái phản biện chính sách cho cơ quan quản lý nhà nước cũng như là cái định hướng cho các doanh nghiệp. Trong chiến lược phát triển năng lượng bền vững mà chính phủ Việt Nam cam kết tại COP26 là đưa phát thải carbon bằng không vào năm 2050. Đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Việc xanh hóa chuỗi cung ứng hàng hóa được xem như một phần trong chiến lược đầu tư giúp doanh nghiệp áp dụng hiệu quả khoa học công nghệ nhằm tiết giảm chi phí, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh. Cái mục tiêu của chúng tôi là năm 2023 là chúng tôi sẽ giảm khoảng 80% cái lượng giấy sử dụng thông qua việc ứng dụng các phần mềm, ứng dụng lưu trữ trên các iCloud và các cái platform khác để từ đấy mà góp phần thúc đẩy nhanh cái việc mà lưu thông các cái dòng thông tin, chuyển nhanh cái việc lưu thông dòng tài chính cũng như là cái dòng vật chất. Từ đấy để cho cùng với các doanh nghiệp chúng tôi sẽ xây dựng được những cái chuỗi cung ứng hiệu quả. Đẩy được cái phát triển xanh và bền vững cho cái ngành logistics Việt Nam. Tôi đã phát triển cái hệ thống quản lý bằng điện tử. Rất là mình đưa cái công nghệ 4.0 vào cái logistics để mình tiết kiệm được cái nguồn nhân lực quản lý cũng như là tăng cái hiệu quả trong cái việc quản lý. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Công Thương về Logistics Việt Nam năm 2022, chỉ có 31% doanh nghiệp Logistics được khảo sát có sử dụng năng lượng tái tạo trong vận hành kho bãi, 26,8% doanh nghiệp Logistics không có chiến lược phát triển xanh, 35,2% doanh nghiệp không có hoạt động kiểm soát môi trường. Hạn chế lớn nhất là hầu hết các doanh nghiệp Logistics của Việt Nam có quy mô nhỏ, 90% doanh nghiệp đăng ký có vốn dưới 10 tỷ đồng và hoạt động ở nhiều mảng dịch vụ khác nhau. Do đó, việc xanh hóa hoạt động logistics vẫn chưa được quan tâm. Ngoài ra, hệ thống cung ứng các chuỗi dịch vụ logistics xanh thiếu sự tích hợp, chưa áp dụng số hóa trong quản lý và tự động hóa trong vận hành vẫn là một khái niệm mới mẻ. Trong khi đó, nhu cầu về hệ thống kho vận hiện đại kết hợp tự động hóa đáp ứng sự phát triển của các nhà bán lẻ và ngành thương mại điện tử tại Việt Nam là rất cao. Trước đây tôi lấy ví dụ như là vận chuyển một cái tấn rác thải để đến một chỗ chôn lấp hay là một cái nhà máy xử lý ngoài khu công nghiệp thì sẽ mất rất nhiều tiền vận chuyển. Là một doanh nghiệp thì chúng tôi rất mong muốn là nhà nước nhanh chóng có những cái khung pháp lý về tín chỉ carbon. Ở đây thì cái khung pháp lý về tín chỉ carbon này nó sẽ làm cho cái phong trào phát triển doanh nghiệp xanh này, logistics xanh ấy, rồi nó làm cho các doanh nghiệp hứng khởi hơn trong cái việc là phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng như hiện nay, đặt ra yêu cầu ngành logistics vừa phải có các giải pháp đảm bảo vai trò trong việc duy trì các chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ, vừa phải có tư duy, tầm nhìn, giải pháp khác biệt
định hình các hướng đi mới để bắt kịp với thế giới, đồng thời thể hiện vai trò hàng đầu trong nỗ lực bảo vệ môi trường và giảm phát thải. Bộ Công Thương đã và đang phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, cơ quan liên quan, tiếp tục tập trung cụ thể hóa và thể chế hóa các quan điểm, đường hướng của Chính phủ về phát triển dịch vụ logistics, nghiên cứu xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược phát triển ngành logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm đáp ứng những yêu cầu phát triển của lĩnh vực này. Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp thì Chính phủ cũng đã rất là quan tâm và dự kiến trong thời gian tới sẽ ban hành nghị quyết riêng về thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics. Trong đó thì cũng có các giải pháp đồng bộ cho các bộ ngành, các địa phương, và Bộ Công Thương thì cũng là một trong những bộ sẽ đóng cái vai trò chủ chốt để triển khai những nghị quyết này. Thì cái việc triển khai đó nó thể hiện ở cái việc là hoàn thiện các cái thể chế pháp luật và đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, hoạt động lưu thông hàng hóa. Và chúng ta cũng phải nghĩ đến cái việc là sẽ xây dựng một cái chiến lược phát triển dịch vụ logistics cho cái giai đoạn 10 năm sắp tới từ năm 2025. Và cái điều đó nó sẽ đưa ra những cái định hướng, các quan điểm, và đặc biệt là cái nền tảng để hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn, bền vững hơn. Cái điều thứ ba ở đây là chúng ta cũng phải chú trọng đến những các cái yếu tố về mặt chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển nhân lực, vì đó là những cái chìa khóa để giúp cho doanh nghiệp chúng ta nâng cao năng lực trong thời gian tới. Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, các hoạt động liên kết hợp tác quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm phát triển logistics xanh, logistics số, logistics thương mại điện tử, vừa là yêu cầu vừa là động lực để đổi mới và phát triển bền vững ngành logistics Việt Nam. Với sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan, cũng như của các hiệp hội, ngành hàng và doanh nghiệp, sẽ giúp nâng cao năng lực, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh và làm chủ một số chuỗi giá trị của dịch vụ logistics Việt Nam trong thời gian tới.